quý vị và các bạn, vải trứng Hưng Yên quả to mã đẹp, vị ngọt thơm đặc biệt khác hẳn với các loại vải khác. Những năm gần đây, quả vải trứng ngày càng được tiêu thụ thuận lợi và đặc biệt năm nay, lần đầu tiên quả vải trứng đã xuất khẩu sang châu Âu. Năm nay, ông Đoàn Văn Hiểu, Hợp tác xã Vải trứng Hưng Yên ở xã Đan Lộc, huyện Ân Thi, vui mừng khi có doanh nghiệp đặt mua 5 tạ vải trứng để xuất khẩu sang châu Âu. Sau khi đã kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các điều kiện khác, vải trứng đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang thị trường khó tính này. Thì năm nay gia đình mới là xuất để cho họ đi để nghiên cứu thí điểm, để họ ăn, họ thấy thưởng thức chất lượng vải này nó có hợp lý không và họ có được yêu không. Qua cái chuyến này mà họ lấy được, mà nó đảm bảo được mà họ có ưa thích, ưa mến và ở nước ngoài ăn thưởng thức, thấy chấp nhận thì họ sẽ phát triển mạnh đối với cái mặt hàng vải trứng này. Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Tiến, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử cũng có trên 1 tạ vải xuất khẩu. Bước đầu doanh nghiệp của người Việt Nam ở châu Âu sẽ đưa vải vào các thị trường có đông cộng đồng người Việt để thăm dò, đánh giá. Lô vải trứng đầu tiên sẽ đi đường hàng không và được tiêu thụ tại Trung tâm Thương mại Stapo, Cộng hòa Séc và siêu thị Asian 24, Trung tâm Thương mại Đồng Xuân của Cộng hòa Liên bang Đức. Mặc dù là hiện tại trên địa bàn tỉnh thì cái lượng vải của chúng ta tiêu thụ đi thì cầu đang vượt quá lượng cung. Nhưng để góc độ nhìn nhận xa hơn, tìm kiếm các thị trường cho bà con nông dân thì Chi cục Quản lý Chất lượng đã phối hợp với lại đơn vị xuất khẩu vải để đưa vải đi sang thị trường châu Âu. Với mong muốn là bà con nông dân và đơn vị xuất khẩu là sẽ có những chương trình kế hoạch lâu dài. Thị trường thị hiếu của châu Âu, của EU thì họ đánh giá về cái vải trứng Hưng Yên, loại vải có cái sức hút đặc biệt nhất. Thứ nhất là về cái mẫu mã, nó đẹp, to, tròn, nó giữ được cái mã. Hai, cái thứ nó dày. Ba, hạt đẹp, ăn có vị ngon. Đây sẽ là tín hiệu lạc quan để trong thời gian tới, các mặt hàng nông sản của Hưng Yên như nhãn lồng, ổi sẽ tiếp cận để xuất khẩu vào thị trường lớn này. Năm nay, sản lượng vải trứng Hưng Yên của huyện Phù Cử và Ân Thi đạt gần 100 tấn, trong đó huyện Phù Cử trên 70 tấn. Đến nay, vải trứng đã cơ bản tiêu thụ xong với mức giá trên 100.000 đồng một kg.